Cô chú anh chị và các bạn rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là đến với chợ mình, là chợ này là chợ Ông Môn. Đây chợ Ông Môn đây các bạn. Có mấy cọng dây điện nó vướng rồi cho nên nhìn không thấy rõ chút xíu rồi các bạn, cũng các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Ngày hôm nay mình xin mời các bạn theo chân mình đến chợ Ông Môn. Ở bà con cô bác mình buôn bán làm ăn như thế nào nha. Nào đi thôi. Ngay cái khúc ngoài đường này nè các bạn, là chúng ta mép bên tay trái của mình, mình đi ra ngoài đó mình rẽ trái là mình đi lên Sài Gòn luôn các bạn, thành phố Cần Thơ rồi đó. Còn cái khúc đường này là hình như đi lát đó, là hồi nãy mình có hỏi người ta là đi vào đường cùng à. Chỗ này nè, ở đằng kia cũng có một cái chợ nước lát nữa, mình xin mời các bạn với mình đi lại coi ở đó coi bà con mình như thế nào, buôn bán như thế nào nha. Rồi mình đi vào chợ thôi. Đây các bạn ơi, ngoài khúc ngoài này bà con cô bác mình bán trái cây nè, rồi bông hoa rất nhiều luôn các bạn, trái cây là rất nhiều luôn. Đây. Ở ngoài đường này đa số thì trái cây rồi thôi. Còn mình vô mé trong kia thì cũng lát nữa mình coi bà con cô bác mình bán cá, rau củ quả nha. Bồng bon, đúng không ấy? Cái gì vậy? Cái vải, chôm chôm. Đây nguyên đoạn đường của mình đây. Ở đây đoạn đường của mình là đa số thì trái cây không các bạn, rất là nhiều. Chôm chôm bây giờ đang vào mùa chôm chôm cho nên là đi chỗ nào cũng thấy hết. Mình đi ra phía sau coi. Đây chúng ta đã ra phía sau chợ Ông Môn rồi nha các bạn. Ở trong đây ở nhà lồng. Hồi nãy là ở ngoài đó là ngoài đường thôi các bạn ơi. Bây giờ mới vô đây là nhà lồng chính thức đây. Rất là đông, chợ Ông Môn rất là đông nha các bạn. Đông và nhộn nhịp đấy. Đây là khúc ngoài của mình đây. Nào mình đi vô chợ thôi. Đây là một đoạn đường ở khúc sau chợ Ông Môn đây các bạn. Rất đông, rất đông. Đây, rau củ quả. Bên đây thì mình những bán những cái gian hàng tạp hóa. Mấy hộp vậy? Bên đây là rau củ quả, chợ mình đây. Tiếp sau. Đây cái gian hàng đây. Đây cá đây. Ở đây là phía ngoài các bạn. Còn đây là phía trong đây thì nhà lồng chợ. Hơi tối chút xíu các bạn thông cảm cho mình nha. Ồ, trái cây đây, chôm chôm đây, măng cụt, đây hải sản tươi sống, tôm, đây hải sản tươi sống đây, đây cá, heo. Đây phía sau chợ mình rất là đông nha các bạn. Để kẹt xe đi khó quá. Dạ. Thịt heo. Ngoài
đây các bạn. Ở đằng sau chợ bên đây, à, còn đằng sau rộng lắm các bạn ơi. Phía trong nhà lồng thì không nói rồi, rất rộng. Yeah. Cái này coi cũ gì vậy chị? Chị? Này chắc cũ sang quá. Ô xoài. Đây. Giá bộ lớn xuống phải không? Tôm, hải sản, mực, trái cây. Đây chợ hôm mà buổi sáng đây các bạn ơi. Quá đông. Anh ơi quay thì mang cho em nó đây. Gian hàng của chị chủ đây. Dạ. Mình bán đầy đủ luôn hả chị? Bán giùm em đi, em có bán nồi thuốc bắc nè, có bán gà hầm thuốc bắc luôn nè. Là cũng như là gà hầm thuốc bắc của mình là mình bán đầy đủ các gia vị luôn hả chị? Bán đầy đủ hết trơn luôn. Mà cô bán dễ thương lắm mà con ơi. Dạ. Bây giờ ai có lại gian hàng của chị thì mua gà hầm thuốc bắc và ở đây là đầy đủ luôn. Mua về chỉ việc mình nấu hầm thôi. Dạ của em là đời vlog chị. Đời vlog. Đời hả? Dạ, đời vlog. Dạ. Dạ em ở Dùng Ghiền á. Vậy hả? Dạ. Đây của chị đây. Dạ rồi em cũng chúc chị buôn bán buôn may bán đất nha. Dạ dạ. Đây có bà chị rất là vui vui tính mọi người ơi. Dạ. Đây nấm, sầu riêng, mặn. Ồ đây ra phía sau này là rất đông rất đông. Có một cái dòng sông nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào mé bên ta phải của mình trước nha các bạn. Chợ quá lớn rồi. Đây. Đây mình sẽ ra dòng sông nha các bạn. Đây dòng sông chợ Ông Môn của mình đây. Sông rất là to, nước chảy rất là xiết luôn các bạn ơi. Dòng sông này lớn lắm, sông Ông Môn. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên chợ nha các bạn. Đây rau củ quả, trái cây. Wow, hết còn sống luôn. Rồi cá bóng, cá kèo, cá bóng. Cái này có cá kèo các bạn, quý vị. Xin lỗi nha. Đây chợ mình lớn quá. Mà dài nữa. Cá chạch, cá rô. Đây chợ mình đây các bạn. Rau củ quả. À, bán ở dưới đây trên kia nó cũng có cái đường nữa nha các bạn. Ở trên kia bà con của mình ta cũng bán rau củ quả trái cây rồi. Đây. Đây các bạn ơi. Lương chua. Đây. Có cá ba sa nhiều lắm. Không có thiếu hàng nào hết các bạn ơi. Đây chợ mình đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái cây xoài màu rất là đẹp. Cá nhỉ ra ớt ngoài có cá chè to quá các bạn, đây cá chè đây. Ồ, con này còn mấy ký luôn á các bạn, to lắm. Rau củ quả đầy đủ các loại, gia vị không thiếu cái gì hết. Đây chợ của mình dài quá các bạn, nãy giờ mình đi một đoạn cũng rất là xa đó, nhưng mà không biết được nữa chợ chưa nữa, còn một đoạn bên kia cũng rất là xa. Lát nữa mình xin mời các bạn sẽ đi lại cùng với mình nha. Quá lớn nè, rau củ quả 22 22 22. Đây các bạn, chợ của mình đây các bạn ơi. Đây chợ mình đây. Phía kia thì mé sông. Ơi bây giờ mình đi xịn giò, bây giờ đi xuống đây rửa giò chút xíu rồi các bạn ơi. Giò dơ quá, ngay chỗ này là ngay cái bến đò. Rồi tới đầu này như là hết chợ luôn rồi các bạn. À, đây là nguyên con đoạn đường ra đường chính hồi nãy đây. Khúc này nữa đây. Chỉ có khúc thôi. Bây giờ mình mời các bạn đi lại chỗ cũ cùng với mình nhé. Đây mấy bên chợ bên đây đằng sau bên đây rất là đông nha các bạn ơi. Đây rất là đông. Rồi xin mời các bạn đi cùng với mình nha. Wow, kẹt xe luôn rồi. Quá đông, quá đông. Hết trong bên kia thì bà con cô bác mình đang bán đồ ăn sáng. Bán nước rồi. Đầy đủ các loại luôn, quá đông quá đông. Đây cá đây, đây chợ của mình đây. Có bên trong thì hơi tối một tí xíu thì mọi người vui lòng bỏ qua cho mình nha. Đây, tối quá mình xem có không có rõ cho lắm. Đây là ngoài đường. Ô tô, kính thưa các loại tô luôn. Đồng quá các bạn ơi. Hồi nãy mình đi kiếm cái chỗ gửi xe mà không có, bây giờ đi vô đây có chỗ gửi xe nhóc hết trơn luôn. Đây chợ của mình đây. Bà chị nãy bà chị này bà kêu quay chỉ nè. Ba Lan. Vô tới đây rồi mình thấy cái chỗ gửi xe.
mấy cây. Wow, trộn môn to quá, rau củ quả. Dạ. 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 Không quay dài dài cho ăn được không? Đây anh với chị kêu quay ảnh là rau bán rau muống. Đây nè mọi người, anh đang bán rau củ quả đây. Thôi mình tiếp tục đi nha các bạn. Rau củ quả quá đông vui các bạn ơi, chợ mình chợ lớn rất là đông nha các bạn. Nếp bên trong nữa. Đây. Ồ, rau củ quả đây. Trái cây. Bên trong đây thì hơi tối các bạn ơi. Chọn mông mình quá to quá lớn, bùng sống luôn, bùng sống. Mình đi vào đây thử xem sao, cái con đường này đây. Nãy giờ mình thấy sao mà mấy cái cây ít quá. Bên đây dưa hấu, 8.000 một ký, dưa hấu sọc luôn. Wow, dưa hấu này là dưa hấu không hạt luôn nè các bạn. Nhìn đỏ ghê không? Là chua màu rất là đẹp. Đây rau củ quả, rau rất là tươi được không? Rồi kẹt xe này. Đây hành tỏi tí chắc bóng luôn các bạn. Đây nè các bạn coi nè, nguyên một cái to luôn đó. Ồ, màu ớt đẹp quá. Đây rau củ quả đây. Con em này rất là vui vui tính đây mọi người. Đây em rất trẻ. Rồi. À của anh là đời vlog. Dạ. Đời vlog hả? À đúng rồi em. Anh cái người mặc áo xanh á. Dạ. Đây mọi người ơi. Rau củ quả. Ồ, quá nhiều quá nhiều. Bên đây cũng vậy, rau củ quả đây các bạn. Đó. Chắc rất là nhiều. Hành bí. Wow, đây. Bên đây thì khoai lang. Tất cả các loại khoai luôn nè. Đó. Củ sắn rất là nhiều. Đây cà rốt đây chặt đóng luôn các bạn ơi. Và lan, mướp, bầu, bí, cải trắng, cà. Đây cà đây. Dạ. Em chào anh. Dạ, sáng giờ mình buôn bán đỡ không anh? Là dài ha. Dạ, buổi sáng chúc anh vui vẻ buôn bán với khách hàng nha. Đây, rau củ quả. Đây, bên đây thì ồ. Nguyên nha. Măng này các bạn ơi.
củ sắn rất là to nguyên một cái rất là nhiều, giống như một cái kho chanh. Đây củ cải đỏ đây rất là ngon, khoai lang, bí, hành rất là nhiều. Đây các bạn ơi, mép bên đây là mép bên trong của nhà lòng chợ mình ngang các bạn. Đây đa số bán giày dép rồi thôi. Đây cũng có rau củ quả đây. Đây là bên trong nhà lòng chợ của mình. Đó, bạn xem đây. Cũng lớn lắm nha các bạn. Không có nhỏ nha. Đây cũng có cá nữa đây. Cá cha, cá điêu hồng. Đây là mấy cái gian hàng bán thịt nha. Thịt heo mình đây. Chào 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 lại anh, chào lại anh. Lại cái này cái. Đây có hai người trẻ rất là vui tính. Đây gian hàng thịt đây. Tô. Đầy lũ các loại. Đây là thịt heo của mình. Đây kính thưa các loại thịt luôn. Thịt heo không đây. Bên đây cũng vậy. Bên đây là số rau củ quả. Dạ. Đây có một bà chủ gian hàng rất là vui tính đây mọi người ơi. Đây toàn cảnh xung quanh. Thấy chị luôn hả? Chị quá. Đây. Vô luôn. Đây là nguyên ở đây có mấy bà chị rất là vui tính nha mọi người. Đây gian hàng thịt mình đây. Quá nhiều thịt luôn. Quá nhiều. Buổi sáng của mình rất là tấp nập và nhộn nhịp. Hồi nãy là phía bên ngoài đó thì mình đi rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình đi vào trong. Vào trong cho mình. Dạ. Nhà cha vào trong bên nhà lòng chợ đây. Bên đây cũng có cá nè các bạn. Đây các bạn xem đây, bên trong nhà lòng chợ mình đây. Đây cô chú anh chị mình đang ăn sáng uống cà phê. Thịt vịt đây. Quá đông luôn các bạn. Xe luôn rồi. Các bạn, ô đông vui quá. Chỗ con của mình. À,
đây, bánh đây, các loại bánh luôn, chuối luôn. Đây. Chợ của mình buổi sáng rất là nhộn nhịp nha các bạn. Đây các cô đây rất là vui vẻ đây. Vui vẻ để ra tiền, cô rất là vui nha mọi người. Dạ chúc mấy con nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ của con đời vlog, đời vlog. Đây chuối đây, xoài luôn. Đây Dương Leo, ha, chào anh. Đây anh trai. Trốn rồi. Chỉ trốn rồi mọi người, không dám quay. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đây rau củ quả. Dạ của em đời vlog. Đời vlog. Dạ. Dạ. Dạ cái người mặc áo xanh đó anh. Đây rau củ quả đây các bạn ơi. Trong đây của mình rất là nhiều nha. Đây rau củ quả đây. Đây chợ ông Mông của mình. À đường này mình sẽ đi ra bây giờ ngay tới lúc đó là hết chợ nghe các bạn. Sẽ đi ra trong đây thì nhà lòng thì mình thì bán quần áo rồi thôi. Với giày dép. Tạp hóa rồi. Đây là bên trong nhà lòng đây. Đến đây chợ của mình thì cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn có thấy kênh mình hay nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ nha. Còn nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.